Hi nhiều người, mình là Zerot và chúng ta cùng đến với Minecraft video Crazy Craft. Nhắc lại một lần nữa là Crazy Craft, không phải là Crazy Craft. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến với Minecraft như vậy. Và trên đây có cái gì à? Tại sao cái của mình nó lại kiểu đi xuống? Ok, ở đây thì mình thấy có một cái gì đó rất là bí ẩn ở đây. Thì tập này mục đích của mình là muốn xây nhà, nhưng mà hiện tại bây giờ có những cái bí ẩn ở đây xuất hiện ở xung quanh nhà chúng ta. Chúng ta sẽ gặp và khám phá. Thì rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ, like và share cái video này. Ok, thì mình tạm thời sẽ cất bài món đồ ở đây nữa. Bla 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 này nọ, mình chỉ cầm những thứ cần thiết hay là gì đó thôi. Ok, mình sẽ cầm cái này, mình làm luôn cả một cây. Để xem nào, mình có aluminium này, cobblestone. Ai đời cầm cobblestone ta? Không qua rồi nè. Ok, có vẻ là không qua rồi. Ok, mình sẽ không có nung lên vào. Ok. Wow. Mèo à? Mèo. Ok, mình yêu mèo. Mèo dễ thương cực. Ok, wow, what the hell? Có gì đang ở đây đây? What the heck? Ui. Wait, what? Lát. Ok, tụi bay là ai vậy? Một. Ui. Ui, nó bao nhiêu máu vậy? Ôi. Mày bao nhiêu máu vậy? Oh shit. Nó có phép thuật. Oh. Ok. Woo. Toàn ngu người. Ok, rồi, mình cũng chết luôn rồi. Chạy. Ok. Mình không biết gì xảy ra cả. Ok. Chạy. Chỉ biết cắm đầu chạy mà thôi. Ok, mình đã tách được vài đứa ra khỏi chỗ tụi nó rồi. Hơn là cái này có cái efficiency, cái hiệu năng, nhưng mà nó chả liên quan tới cái đam cả. Và mình cần biết đây là cái gì. What the hell? Đây là cái gì vậy? What the fuck? Oh boy. Chạy. Oh shit. Này là con người gì nữa vậy? Mày là con người gì vậy? Oh my god. Làm sao đây? Có thần lửa nữa kìa. Oh, Crimson Knife, right? Oh my god. Tới đây thằng là điên quá. Wow shit. Một thằng này, thần lửa này, này thì thần lửa này, chơi với anh này, thần lửa chơi với anh chỉ có nước chết nha. Còn con này là con gì đây? What the hell? Là mình sẽ biến thành con này, cái em bay được không? Nó bay được mà sao mình không bay được nha? Kỳ vậy. Chắc mình phải config lại rồi. Kiểu này là phải config lại rồi. Để xem đây có những cái con như là người rơi ê. Đây nó đâu. My god. Wait, mình có khá là nhiều mấy con zombie phantom này. What the fuck? Yeah, mày ơi, mình sẽ đánh nó khoảng bao nhiêu coi nó khoảng... Ok. Mày ơi, con người, phản đam. Đúng rồi. Ok. Đằng sau mình có lửa. Shit. Yeah. Ok. Ôi, có con gì dưới kìa. Con giun, con dán gì dưới kìa. Con thằng lan. Oh my. Ok. Mình chạy thôi. Mình mất sao, mình sắp hết giáp rồi. Oh my god. Oh. Ôi, nó có cái này. Oh. Shit. Ngủ. Giường đâu rồi? Oh. Wow. Con gì vậy? Mày hay bởi ngu người. Ok, lượm đồ nào. Obsidian nè, ngon trim vậy. Vâng, và tại sao mày lại có lửa? Đó cho tao nghe. Ê, nó chết rồi đây. Gold coin. Điện nó drop. Ok. Mày. Mình đã giết được nó rồi. Mình được cái gì?
một cái mặt nạ. Bây giờ mình sẽ cải trang vô với tụi nó không? Ôi, không có trang được, cái đẹp, mày lì quá vậy. Ok, chạy luôn thôi. Chạy luôn, đây, đây, đây. Đấy, mình sẽ chơi dây hành tụi nó. Rồi, tụi bay đây. Đây, hết rồi, tụi tao đó. Ê, tụi mày lại quýnh tao, quýnh đồng đội à, fuck you. Ok, tao là đồng đội của tụi bay. Ê, đồng đội nè, ê, high five được, high five, ok. Không được ra mình luôn, yes. Thành công rồi các bạn ơi, thành công rồi. Ê, nó không được ra mình mà, cái gì vậy? Oh my god, good, good, good. Lâm kẹo, lâm kẹo, cái gì đấy, cái gì đấy? Ok, từ từ nào, anh em cứ từ từ bình tĩnh nào. Vậy mày hả bưởi, mày luôn, ha ha. Rồi, gì ơi, ăn là thằng nào đây, mình không quan tâm nhưng mà. Ok, lấy cái banner về luôn. Mày nè, đi xuống, mày nè, ba hit vô đầu, ha ha, chết nhà con. Mày con người hả bưởi. Ok, và đây là cái gì đã có có obsidian và obsidian tab. Nói chung là con chuột chuối. Con chuột chuối. Hay phết. Có cấp lệnh bài này nhìn được gì đây? Halloween à. Cái mà con nhỏ mà đi theo thằng Joker, thằng thằng Hề ấy. Hay thế. Vậy là có cả phe phản diện của mà một con hai con ok tuyệt vời. Chúng ta có cái crystal gì này ngon đấy, mình không biết cái đó để làm cái gì hết nhưng mà ngon, ngon thì ngon đi, các bạn chỉ biết ngon là được rồi. Ok, ngon là được chưa. Đây là cái facecam mới nên là các bạn có thể gọi là bạn sẽ thấy được cái người của mình nó khá là mượt mà hơn đấy, không phải là zoom sát cái mặt mình vào nữa. Các bạn có thể thấy được cái áo của mình đang mặc rồi bla 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 này nọ các kiểu đà điểu rồi. Ok quá đây rồi. Sao có được. Đây đây có cái gì nữa này, có chết ngựa rồi, không phải đồ sắt nên là đập cái nó bể à. Ok, có khi phải xài tới kim cương á, mà cái đồ đó dễ thế này chắc sắt thôi. Okay. Qua đây này. Ui đá. Ui đá lở bạn ơi, đá lở cái nồi ấy, zombie ấy. Và nó cho mình con zombie này tốt nha. Ok. Bây giờ sẽ đi lên. Bây giờ hết đồ xài rồi. Chúng ta có một cái gì đấy, cái này ăn được không? Không được à. Ok. Phải. Cái Eldritch Obsidian là gì đây? Trick. Sorry. Đâu rồi ta? Có cái đó đây em nhỉ? Rick. Ok, nó đây rồi. Nó là của Thumbcraft. Nó là hàng của thằng Thumbcraft rồi, ok. Nhưng mà nói chung là it's watching you. Spam những cái con như là Eldritch Grab hay là gì. Mấy con này là như mấy con này không. Cái này là Crimson. Ok, mình có thể đập nó. Hay là mình sẽ cần phải có cái đồ kim cương nhỉ. Có thể là có đồ kim cương ấy. Mình nghe tiếng con gì kỳ vậy. Ok, bây giờ mình sẽ Sugar. Yeah. Là có tomato ăn rồi. Yeah, khoai to không lo chết đói. Cái này là tomato là gì ta? Cà ngon không lo chết đói ạ. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục là công việc chính của mình là hiện tại bây giờ mình đang muốn là xây nhà. Xây nhà. Thì bây giờ chắc là mình cần phải có một cái pickaxe xịn rồi. Là chắc là xài đồ sắt là xịn rồi nha. Một cái bàn craft này, một cái bàn craft thì đặt ở đây đi, mình sẽ làm một cái pickaxe bằng iron pickaxe.
Bây giờ ở trong đây thì nó cũng có cái mod gọi là hồi trước là cái mod skill. Ở đây nó có cái ở đó, ở trên đây thì nó có mấy cái gì vậy? Nhìn nó rất là lạ, như cái số có cái hình cái picket này, có hình đôi giày này nọ này, là cái mình đi hay sao, nó cho mình hay sao. Các bạn có thể giải thích nếu mà được thì các bạn có thể giải comment ở phía dưới là cái mà mình bấm y là nó hiện ra cái này đi làm cái gì ta. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ mở rộng, nha, sang hai bên. Thì một bên thì mình sẽ để chest này nọ, một bên mình sẽ để những cái phòng, có thể gọi như vậy. Bây giờ mình sẽ từ từ sẽ đi theo kiểu là đi chéo. Ok, đi chéo mình sẽ đặt cái này đi with forest này. Có AD2 nè. Tuyệt vời đấy, tuyệt vời đấy. Có rất là nhiều những cái bá đạo. Mình cũng kiểu không biết nhiều. Ok sorry, mình cũng kiểu không biết nhiều lắm, nhưng mà ok mình thấy là khá là bá đạo cái backpack này đấy. Hết ổn định đấy. Ok mình sẽ đi chéo kiểu này chắc là vừa đủ rồi. Bây giờ mình sẽ lùi cho nó đi xuống. Ok mình sẽ đập cái này qua luôn đấy. Từ từ, ở đây thì mình có một cái này mình sẽ cho nó lên nung 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 nung. Ok, giúp giúp giúp, ngon 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 ngon. Ta 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 ta. Đâu rồi, mình cần có đất này. Mình giờ mình sẽ ở cái này thì amber này không đọc, đó. Khoan khoan, mình đang xài đồ sắt mà. Ok, đập dễ dàng luôn, ổn định. Sát bên nhà có cái mai này. Lụm 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 hàng lên. Ok nó tiện nó lắm. Lụm hàng lên, lại là con này bà già vậy. Bắt du. Ok, rất là những cái những cái này mình nghĩ là hình trong đây có một cây búa, các bạn có thể đập rất là nhanh, đập khoảng một lần là hết cái chỗ đó. Ok, lại là mày con tàu khựa con này. Nó cho mình cái gì này mày vậy bụi. Damn boost. Yeah, các bạn có biết damn boost là cái gì thì cứ tăng thêm damage cho mình ấy. Ê, con copper này, copper thì làm được đồ của Thumbcraft. Mình nhớ là mình nhớ không lầm là như vậy. Copper thì làm được những cái như là đồ ở sắp tới cũng sẽ là copper nhé nha. Sắp tới mình sẽ kiếm cái lò, mình làm thì cái lò đó sẽ liên quan tới Thumbcraft thì rất là ngon. On stream thì cái ngôi làng cũ nó cũng có cái đồ, cũng có cái gì ta, cũng có cái như là cái gì ta, mình quên mất con ngựa, không biết nói như thế nào ta. Ở ngôi làng cũ ấy nó cũng có cái mình chả nhớ cái đất là cái gì, cái lò ấy, cái lò nung ấy. Giờ mới nhớ. Mày thông cảm, tiếng Việt giờ này mình bị ngu học. Ok. Vào trong rừng một tí nhẹ. Vào trong rừng này, chiếm xung quanh nó có pet không? Không có pet thì nó sẽ chặt cây. Yeah. Ok. 64, 68. Ok. Các bạn 48 rồi. Vậy thấy cái mod pack này nó cũng không, nó cũng khá là nặng á. Nó cũng không có nhẹ gì là nhẹ lắm hay sao đó. What? Ê mày đỡ là cái cục awkward cho tôi luôn à, what the hell. Game bá đạo rồi. Ok. Ok, tối rồi các bạn ơi. The Hunt for Blood. Ôi, ôi. Trở lại. Gì, cái The Hunt là cái sao ta? Của máu. Có chờ sẽ chờ shit là tụi này à, tụi này là tụi gì đây. Ô mày nè, mày nè, chết đi con, ôi có con rắn kìa, có con rắn kìa, có con rắn kìa.
Hay phết. Ok. Cháy trời cháy thôi. The Flash. Oh fantastic. Oh shit. Đồ có thằng fantastic. Ok. Ok. Oh. Ok. Oh. Nó kiểu làm ảo giác à. Ồ. Hay nha. Nó kiểu như gây cho mình một cái ảo giác gì đó. Tuyệt vời hay 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 phết. Ok. Lại đổi cho tôi cái tôi tài hát. Tôi có cần đổi gì đâu. Tại vì đổi thành cái cục Oakwood này mình lấy mình à. Lấy vậy. Ok, Creeper. Lại con đó nữa kìa. Cái này con này sao nó cái này là cái con của máu nè. Ok. Bắn ở đâu rồi ra ba ơi. Ôi ôi có con chim đại bàng nữa shit. Oh boy. cái đèn ơi đáp lại. Ông định quá. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Một cảm giác là feel like a bit luôn. Một cảm giác cái là feel ít thể nào tả được nữa. Bye này. Ok, mình sẽ xây qua bên kia nữa và ở phần này chắc là mình sẽ đập xuống kiểu này đi. Aluminum, yeah, tuyệt vời. Ôi, what? Ok. Thế này. Oh yeah. Tuyệt vời. Cái khu này có thể sẽ làm được những cái chỗ như là sẽ đào sâu vào đây này hay là sẽ đào một cái đường hầm đi xuống dưới đất này rất là ok. Mình cần phải có cái giường mình đâu rồi? Ở đây, đây. Cái giường thì chắc là sẽ để ở chỗ nào đó chất chất đây không chắc lắm nhưng mà chắc mình sẽ để. Ok. Yep. Và bây giờ chúng ta cần phải ok xây xong rồi ấy rồi xong rồi này chúng ta sẽ làm ra thế này ok đào xuống tới một tí nữa ổn định đấy mình nghĩ chúng ta cần đào thẳng xuống đây một tí nữa. Oh, một cái con cái đá pet nào đó ngon trim ngon trai à chứ vậy nhắc tới cái này mới nhớ mình cần cái Easter Bunny đấy mình sẽ cho nó đổi tên đúng rồi đổi tên là mình sẽ nó sẽ bị không bị biến mất và nó sẽ cho mình trứng nó khai cho mình khá là nhiều trứng cảm thấy rất là ok hạnh phúc không cho trứng nữa. Cho trứng. Yeah, làm cho nó có trứng nào anh em ơi. Ok, đây, đây, đây. Để xem nữa nào. Ở đây là có một cái khu này này. Bây giờ mình sẽ đào ở đây thêm một cả một khoảng một block nữa cho nó có kiểu ngang ngang bằng nhau. Mình không phải là người biết thẩm mỹ hay là biết xây nhà gì cả. Nói thật bây giờ là chỉ có nước là coi trên mạng rồi mình mới có cách xây. Mày làm mày đừng có làm tao hết hồn nữa được không? Mày biết tao biết mày là bro rồi. Cút đi. Ok hình như mất cái quần. Fantastic boot. Ôi, ôi mày có cái áo giá này thật luôn không? Mày god. Đau tim. Đau tim các bạn có thấy gọi là
đây được trái tim của đèn anh bài đầu tiên. ok mình làm hai cái mic và nó có thể đổi cho mình liên tục luôn. Tới rồi. Rồi lên nào. Ok, yeah, tuyệt vời. Ở đây thì mình cần cho nó cái torch. Yup, tuyệt vời. Và ở đây nó sẽ là một cái khu mà mình sẽ để cho cái rương này nọ. Ok, tuyệt vời. Và chắc là nếu mà mình xây phần này chắc mình sẽ kết thúc video, tại vì mình sẽ offline, mình sẽ làm mất công mình không có ý tưởng mình nói chuyện nữa. Ok, thế mà các bạn đã xem video này và nếu các bạn thích video này thì đừng quên ấn hộ mình một cái nút like hộ mình, subscribe và share clip này. Ok, share clip để mà mình có những cái động lực để mà làm tiếp những cái video tiếp theo. Ui dồi, mình chất thế nhờ, mình ngầu quá em ơi. Ok, cảm ơn các bạn và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.